Sáng ngày 6 tháng 10, đoàn công tác Quỹ ban nhân dân huyện Ngọc Phú do ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã khảo sát kiểm tra các gian đáy lắp đặt trên sông nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa nước nổi trên các tuyến sông. Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát kiểm tra tất cả các tuyến sông trên địa bàn huyện, từ sông Châu Đốc đến sông Bình Di và dọc qua sông Hậu với chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km. Qua khảo sát, đoàn kiểm tra đã phát hiện 19 gian đáy lắp đặt trên sông gây mất an toàn và nguy hiểm cho phương tiện đường thủy lưu thông. Trong đó khu vực sông Châu Đốc thuộc địa phận thị trấn Đa Phước có 7 dàn đáy đang hoạt động hai. Khu vực thị trấn An Phú có một dàn hai miệng đáy đang cuốn vào và Vĩnh Hội Đông 11 dàn đáy đang hoạt động bảy. Sau khi khảo sát kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, ông Trọng Hòa Hợp đề nghị công an huyện phối hợp ngành chuyên môn và địa phương khẩn trương xác định hộ dân có dàn đáy lắp đặt trên sông, vận động buộc tháo dỡ sau thời gian 3 ngày, các hộ dân còn đặt để gian đái trên sông sẽ kiên quyết tịch thu, xử lý theo luật định. Theo quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, nghiêm cấm các hộ dân tự ý lắp đặt các gian đái, đặt trà, đặt giỡn, đánh bắt thủy sản, lấn chiếm luồng hành lang an toàn giao thông đường thủy. Do đó, mọi người dân cần chấp hành nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa nước nổi.